chén rượu đồng xanh vui trọn kiếp, cùng câu thắm điệu phúc muôn đời, lợi ta mong quả bày sức phúc, lễ ngọc vòng trôi tỏa sáng ngời. Cô dâu thuyền trang và chú rể liều đất đang sánh doanh sánh vai thắng trên sân khấu chính của lễ vô quy trong lượt sáng của xuân tây. Chính trên sân khấu của chúng tôi ngày hôm nay đó là sự xuất hiện của cô dâu Huyền Trang, chú rể Đình Bút, cũng như đại diện của hai bên gia đình họ nhà trai hoặc nhà gái và hai bà mẹ của cô dâu và chú rể xin được ra mắt toàn thể. Kính thưa quý vị thân mến, là không để quý vị phải chờ đợi lâu nữa thì ngay sau đây xin mời quý vị sẽ đến với một lời phát biểu. Lời phát biểu trang sâu của gia đình họ nhà gái, xin quý vị một tràng hoan thật lớn để kính mời ông ạ. Xin kính mời ông. Kính thưa các cụ, các ông, các bà hai họ, cùng toàn thể bà cô chú bác của hai gia đình, trong quá trình thời gian tìm hiểu hai cháu và được sự nhất trí của hai gia đình, hôm nay cũng là ngày một năm chỉ có một tháng, một tháng chỉ có một ngày chỉ có một giờ. Hai gia đình, ông bà Liêm, ông bà Khởi, Liệu tổ chức làm lễ thành hôn cho hai cháu. Thay mặt cho gia đình, xin trịnh trọng kính mời các cụ, các ông, các bà cùng toàn thể bạn bè thân hữu của hai cháu trước tiên xơi dầu uống nước mừng cho hai cháu và mừng cho hai gia đình. Xin có lời, trong quá trình thời gian tìm hiểu, ngày vui hôm nay cũng là ngày vui lớn lao nhất, trọng đại nhất, kỷ niệm sâu sắc nhất. Song công lao ấy phải nói đến hai gia đình của hai bên cha mẹ suốt cả một chặng đường hơn 20 năm mới có ngày hôm nay. Thay mặt cho gia đình, bác chỉ có một điều xin chúc hai con hạnh phúc, mạnh khỏe, thành đạt trong cuộc sống. Chúc các cụ, các ông, các bà hai họ có một sức khỏe, chúc phúc lộc thọ, an khang thịnh vượng, thành đạt như ý. Chúc bạn bè thân hữu của hai cháu có một sức khỏe, hạnh phúc trong gia đình, thành đạt trong tương lai. Xin chân thành cảm ơn các cụ, các ông, các bà có mặt trong buổi lễ thành hôn hôm nay của hai cháu. Xin chân thành cảm ơn. Thưa quý vị thân mến, nhà gái thì cũng đã phát biểu rồi, nhà trai đã cũng đỡ lời đôi câu để cho đôi rể hôn sâu, để cho tình nghĩa về lâu về dài. Ngay tiếp sau đây xin kính mời quý vị đến với lời phát biểu của bác trưởng đoàn đại diện cho gia đình họ nhà trai. Xin trân trọng kính mời bác. Xin có đôi lời phát biểu với hậu hôn. Kính thưa các cụ, công các bà, cô dì chú bác, nội ngoại hai bên và bạn bè của các cháu, cháu Bút và cháu Trang, sau một thời gian dài tìm hiểu, yêu thương nhau và quyết định xây dựng hạnh phúc với nhau, và hai gia đình đã thống nhất và long trọng tổ chức lễ đính hôn cho các cháu và thống nhất chọn ngày lành tháng tốt để tổ chức lễ thành hôn cho các cháu. Còn nhà trai chúng tôi đã chọn giờ tốt của ngày hôm nay xuống để báo cáo các cụ, ông bà, cô chú chú bác, gia đình họ tộc, họ nhà gái để xin phép được đón cô dâu Huyền Trang về bên gia đình họ nhà trai chúng tôi để tổ chức lễ thành hôn cho các cháu. Và sau khi được tổ chức đại hội đại tiến hành xong, họ nhà trai chúng tôi
gái cùng tất cả bạn bè các cháu đưa cho cha về phong trường của con nhà trai, chúng tôi cùng chung vui dự lễ thành hôn hai cháu tại họ nhà trai chúng tôi. Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và kính chúc những người đại biểu của bộ công an cùng toàn thể của chúng ta mạnh khỏe hạnh phúc. Xin trân trọng cảm ơn. Chú rể Đình Bút ạ.
đấy đó là ông bà nội ngoại của cô dâu Huyền Trang ạ. Xin tố ạ. Mời sự hiện diện trên sân khấu là ông bà nội ngoại của cô dâu Huyền Trang ạ. Xin mời ông bà hãy di chuyển lên trên sân khấu để cùng chụp lại bức ảnh lưu niệm cùng con cháu trong ngày vui này, phúc nhất của cô dâu Huyền Trang hôm nay. Chúng chỉ thôi, dọc theo đường yêu trời.